Chuyến đi Maldives vừa rồi tôi quên đồ skincare ở nhà, cộng thêm cái việc mà về nhà bị bệnh 7 ngày nữa. Thế ra mặt tôi nó thành như này này. Nhưng mà tôi không bỏ cuộc, tôi quyết tâm dưỡng da lại trong vòng 14 ngày và cái da tôi nó đã trở lại rồi mọi người. Nên là hôm nay tôi sẽ chia sẻ những sản phẩm tôi dùng trong khi bị mụn nhé. Đầu tiên là toner của Skin 1004, dịu nhẹ gừa mụn kháng viêm. Tiếp theo là em serum của Narcissus. Da tôi là da siêu khô luôn nên là có cái em này á, kiểu như là cấp nước kịp thời này, xong rồi làm cho da mình nó kiểu như là được ngậm nước, căng bóng á. Kem dưỡng ẩm thì tôi dùng của Narcissus luôn, dạng gel á, thấm nhanh lắm, rất là mát và dễ chịu. Tại vì da tôi siêu khô nên là tôi phải dùng để khóa cái ẩm lại á. Sau cái bước này thì chắc chắn là phải đến chấm mụn rồi. Còn 1-2 cái cục mụn lì lợm trên mặt nên là phải xà vô nha. Và bước cuối cùng chính là kem chống nắng của Skin 1004. Có chiết xuất rau má nên là dùng khá là dịu nhẹ, phù hợp cho da nhạy cảm. Da đường thì tôi sẽ dùng loại nâng tông nắp màu vàng, nhưng mà ở nhà thì tôi dùng nắp màu xanh. Yên tâm là không bết dính và không để lại vết trắng trên da nhé. Vậy là xong gùi.